Mới đây hôm 19 tháng 8, Tập đoàn Năng lượng Nhà nước của Nga Gazprom đã thông báo việc vận chuyển khí đốt tự nhiên đến Liên minh châu Âu qua đường ống Nord Stream 1 sẽ bị tạm dừng từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 để bảo trì. Gazprom cho biết vào ngày 31 tháng 8, tổ máy nén khí Trent 60 duy nhất đang hoạt động sẽ tạm dừng trong 3 ngày để bảo trì, đồng thời cũng lưu ý quá trình sửa chữa sẽ được thực hiện cùng với các chuyên gia đến từ nhà sản xuất thiết bị Siemens của Đức. Gazprom cho biết theo tài liệu của công ty Đức Siemens, phải bảo dưỡng trạm nén khí sau 1.000 giờ hoạt động để kiểm tra tình trạng vỏ máy, hệ thống cung cấp dầu bôi trơn, kiểm tra và loại bỏ rò rỉ, kiểm tra van an toàn và điều chỉnh hệ thống điều khiển lưu lượng luồng khí. Tổ máy Trent 60 chính là chiếc tua bin cuối cùng trong số 6 tua bin của đường ống Nord Stream 1 vẫn còn duy trì hoạt động. Các tua bin khác đang được đại tu. Đặc biệt, một trong những tua bin hiện vẫn đang mắc kẹt ở Đức do lệnh trừng phạt của phương Tây với Nga sau khi hoàn tất quá trình bảo trì trước đó. Đức đang cố gửi trả lại nó về cho Nga, nhưng Nga không chịu nhận vì cần tuân thủ lệnh cấm vận của phương Tây. Nga yêu cầu phải được cả EU và Anh đồng ý xét duyệt đúng quy trình thì mới chịu lấy tua bin về. Đức giờ cũng bó tay rồi, thuyết phục bao lâu nay cũng không ăn thua, đành phải ôm cái tua bin cho qua mùa đông năm nay vậy. Theo như thông báo mới nhất của Gazprom về việc bảo trì đường ống, thì sau khi hoàn thành công việc và không xảy ra trục trặc kỹ thuật đối với tổ máy, việc vận chuyển khí đốt sẽ được khôi phục ở mức 33 triệu mét khối mỗi ngày, tương đương khoảng 20% công suất của đường ống. Tháng trước, Nga cũng nói như vậy trước khi khóa đường ống để bảo trì, và rồi họ mở lại với công suất giảm xuống còn 20%. Giờ Nga lại hứa nếu không có trục trặc gì thì công suất sẽ được giữ nguyên, nhưng chả ai nói trước được điều gì. Có mỗi cái đường ống khí đốt mà tháng nào cũng thấy bảo trì vài ngày là biết nó bất ổn như thế nào rồi. Lần này mà đường ống bị cắt hoàn toàn thì cũng không có gì phải ngạc nhiên. Châu Âu cáo buộc Nga đang hạn chế nguồn cung khí đốt cho khối này để trả đũa biện pháp trừng phạt của phương Tây nhằm vào Moscow. Trong khi đó, Điện Kremlin cho biết công suất bơm khí đốt bị giảm xuống vì quá trình bảo trì thiết bị kỹ thuật trở nên khó khăn hơn do những lệnh trừng phạt của châu Âu. Nguồn cung khí đốt của Nga giảm đã khiến giá khí đốt ở châu Âu tăng gấp vài lần so với cùng kỳ năm ngoái, gây ra cuộc khủng hoảng năng lượng và lạm phát tại nhiều nước phương Tây. Giá khí đốt ở châu Âu lại vừa tăng thêm sau thông báo mới của Gazprom lên 7% ở mức 2.700 đô la lên 1.000 mét khối. Đức là quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi những đòn ăn miếng trả miếng qua lại giữa Nga và EU. Vì họ là nhà nhập khẩu khí đốt chính của Nga, thiếu khí đốt giá rẻ từ Nga thì Đức không thể duy trì được các ngành công nghiệp, chứ chưa nói đến việc mùa đông sắp tới sưởi ấm bằng cái gì. Phản ứng với thông báo này của phía Nga, Đức đã lôi sổ thù vặt và đọc to lên rằng đây là lần thứ hai Gazprom ngừng hoạt động của đường ống để bảo trì, nhưng bản chất là một động thái chính trị nhằm gây bất ổn và đẩy giá cao lên trong bối cảnh xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, Nga vẫn nói rằng việc giảm công suất đường ống là do các vấn đề kỹ thuật. Thông báo bảo trì của Gazprom ngay lập tức làm gia tăng nỗi sợ hãi trước việc Nga có thể lỡ tay khóa luôn nguồn khí đốt tới châu Âu. Nếu như điều đó xảy ra, thì các ngành công nghiệp, sản xuất điện và sưởi ấm cho các hộ gia đình ở châu Âu sẽ rơi vào thảm họa. Và khi đó sẽ lại có chính phủ nào đó ra đi về miền cực lạc. Khủng hoảng năng lượng đang làm trầm trọng thêm tình trạng lạm phát và đẩy nhanh tốc độ suy thoái của châu Âu. Một khi mà EU rơi vào suy thoái thì việc ủng hộ tiền bạc, vũ khí, nhân lực cho Ukraine sẽ mờ nhạt dần. Chưa kể, Đức và cả châu Âu đang phải trải qua đợt nắng nóng kỷ lục trong hàng chục năm, ảnh hưởng tới việc cung cấp điện thông qua các nguồn khác nhau, thủy điện, nhiệt điện và điện hạt nhân đều khó hoạt động. Chính phủ nhiều nước khuyên người dân hạn chế nước trong việc tắm giặt và đặc biệt không dùng nước sạch để tưới cây. Trước đó, chúng ta thấy chính phủ Đức phải tắt điện các tòa nhà trong thành phố, hạn chế nhiệt độ điều hòa trong ngưỡng nhất định, khuyên người dân tắm ít lại và tắm nhanh nhất có thể. Nhưng bây giờ khi tất cả các biện pháp này không còn ăn thua nữa, thì dòng chảy khí đốt có thể bị dừng lại bất cứ lúc nào, thì những phương án tiết kiệm sẽ phải được nâng cấp lên một tầm cao mới. Mới đây, RT ngày 19 tháng 8 dẫn lời thủ hiến bang Baden-Württemberg của Đức, ông Winfried Kretschmann cho rằng, người dân còn có thể tiết kiệm một lượng đáng kể năng lượng nữa bằng cách sử dụng khăn lau người thay vì lúc nào cũng phải tắm. Vâng, các bạn không nghe nhầm đâu ạ. Ở đất nước đầu tàu của EU, các nhà lãnh đạo đang khuyên người dân của mình là nên dùng khăn lau người thay vì phải tắm rửa sạch sẽ. Thủ hiến Winfried Kretschmann nói, bạn không cần phải lúc nào cũng tắm. Rốt cuộc thì ai mà chẳng có một cái khăn, đó quả là một phát minh hữu ích.
Ông cũng cho thêm cá nhân ông còn áp dụng nhiều giải pháp để hạn chế tiêu tốn nhiên liệu hóa thạch khác như lắp pin mặt trời trên mái nhà, sử dụng ô tô điện và chỉ bật máy sưởi một phòng duy nhất trong nhà. Nhiều hộ gia đình và người dân Đức đang sử dụng các hệ thống sưởi và bình nước nóng dùng ga thay vì điện. Tháng trước, thành phố Hanover, thủ phủ bang Lower Saxony ở Tây Bắc, nước Đức đã thông báo cắt nước nóng trong các tòa nhà công cộng, bể bơi và phòng gym để tiết kiệm năng lượng. Baden-Württemberg là một bang giàu có của Đức, có 11 triệu dân và còn là nơi đặt trụ sở của nhiều tập đoàn nổi tiếng như Porsche hay là Mercedes-Benz. Vậy mà giờ đây, đến việc tắm rửa sạch sẽ mỗi ngày thôi, người dân cũng phải hạn chế và chỉ dùng khăn lau người. Thì không biết là những vùng kém phát triển hơn còn phải tiết kiệm đến mức nào nữa. Tuyên bố của thủ hiến Winfried Kretschmann sau đó đã gây tranh cãi khi nhiều người Đức tin rằng Berlin có thể mở đường ống Nord Stream 2, vốn đã hoàn thành từ năm ngoái, để nhận khí đốt từ Nga nhằm hóa giải tình trạng thiếu hụt năng lượng. Thay vì chờ đợi tuyến Nord Stream 1 vận hành đầy đủ, tuy nhiên cái khó là vào tháng 2 trước khi Nga khởi động chiến dịch quân sự ở Ukraine, các nhà chức trách Đức đã từ chối chứng nhận đường ống Nord Stream 2 và dự án bị tạm dừng vô thời hạn. Bây giờ đề nghị mở lại dự án này thì biết Nga có chấp nhận hay không? Đến bàn giao cái tua bin thôi mà Nga cũng không chịu lấy về, thì mở cả một đường ống mới có vẻ là bất khả thi. Đức hiện tại đang tiến thoái lưỡng nan, tiến không được mà lùi cũng không xong. Theo Cơ quan Năng lượng Liên bang Đức, tổng mức tiêu thụ năng lượng tại Đức trong tháng 7 năm 2022 đã giảm 21% so với cùng kỳ năm 2021. Mức sụt giảm này phần lớn đến từ việc 1/3 số doanh nghiệp Đức phải giảm công suất hoạt động để thực thi chính sách tiết kiệm năng lượng của chính phủ. Một số tập đoàn công nghiệp lớn như Mercedes thậm chí phải giảm một nửa nhu cầu năng lượng từ nay cho đến cuối năm 2022, hay là Siemens tuyên bố sẽ dừng sử dụng khí đốt từ ngày 11 tháng 8. Tuy nhiên, nó chưa phải điều tồi tệ nhất. Đức có nguy cơ lớn rơi vào tình trạng thiếu khí đốt trong mùa đông tới, khi mà tỷ lệ lấp đầy các kho năng lượng dự trữ chiến lược hiện mới chỉ ở mức gần 75%. Lo ngại này trở nên lớn hơn sau khi Bộ trưởng Kinh tế Đức tuyên bố hợp đồng mua khí tự nhiên hóa lỏng với Qatar hồi tháng 3 năm 2022 đã bị hủy bỏ. Tiếp đến là việc Nga đang giảm dần nguồn cung năng lượng kể từ giữa tháng 7. Cơ quan Năng lượng Liên bang Đức đã đưa ra kịch bản cực đoan nhưng được coi là cách duy nhất để giúp tránh nguy cơ khủng hoảng năng lượng và duy trì chính sách giảm 20% mức năng lượng tiêu thụ hiện nay. Giảm 20% lượng khí đốt mà Đức đang trung chuyển sang các thành viên Liên minh châu Âu khác và cuối cùng là hoàn thành nhà máy chuyển đổi khí tự nhiên hóa lỏng vào tháng 1 năm 2023. Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhấn mạnh tiết kiệm năng lượng hóa thạch sẽ giúp đảm bảo an ninh cho nước Đức. Ông Olaf Scholz nói, một điều chắc chắn là việc sử dụng nguồn năng lượng hóa thạch sẽ ngày càng đắt. Chúng ta chỉ có thể giảm mức tiêu thụ các loại năng lượng này bằng các nguồn năng lượng tái tạo đang được thúc đẩy mạnh mẽ và nhờ các công nghệ hiện đại. Điều này sẽ giúp tăng cường an ninh và khả năng của nước Đức trong việc giải quyết các thách thức trong tương lai. Chúng ta hãy cùng chờ xem Đức sẽ làm gì để qua được kiếp nạn này. Video đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem nhé. Nhớ like và nhấn nút đăng ký để nhận thông báo khi có video mới nhất từ bọn mình.